Rồi chúng ta sẽ thống nhất về cách tổ chức cái thư mục của chúng ta. Ở đây chúng ta có môn học là Java 2 MOB 1023. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho thầy một cái thư mục nào đó. Các bạn tạo một cái folder riêng cho nó. Rồi. Và tất cả những gì chúng ta làm thì chúng ta lưu vô thư mục này. Vậy các bạn tạo new giúp cho thầy một cái project ha. Java with N, Java application. Và chúng ta ghi ở đây số thứ tự của bạn, giả sử 12 hoặc là bạn 09 đi. 09 thì các bạn ghi là 09. 09 mã số sinh viên. Rồi, bạn Duy. Rồi ghi gạch dưới, Duy gạch dưới Java 2. Được chưa? Và bạn chọn đúng cái thư mục mà nãy mình mới tạo. 1023. Lưu lại. Thì sau này nếu mà các bạn tạo một cái project nào mới thì sẽ lưu chung trong thư mục này, mình sẽ dễ quản lý. Rồi, finish. Ở trong này chúng ta đã có được cái main không? Cái class main là do nãy mình tạo mới, mình để là main. Còn nếu mà các bạn muốn đổi tên thì các bạn đổi lại. Thì trong này chúng ta sẽ có package. Và nếu như các bạn thực hiện lab 1 thì các bạn new package lab 1 giúp cho thầy. New package lab 1. Rồi các bạn làm bài 1 thì các bạn new class bài 1 hoặc new class với cái tên mà trong cái lab đó yêu cầu. Và tất cả mọi thứ là các bạn đẩy trong cái package này. Và khi chúng ta nộp bài lab 1 thì chúng ta sẽ nộp cái gì? Đây, bạn Duy đã có thư mục ở đây. Và bạn nén cái thư mục này lại. Vậy trong này có lab 1 chưa? Có rồi. Và mình đổi cái này thành lab 1. Rồi qua 2 buổi học tiếp theo, mình làm lab 2. Ví dụ qua 2 buổi học tiếp theo, mình new một cái package là lab 2. Lab 2. Và mình thực hiện lab 2 ở đây. Thì sau đó mình ra mình cũng nén chính cái thư mục này. Chính thư mục này. Tạo ra một file mới. Và chỗ này mình đổi cái file mới này thành lab 2. Như vậy thì đối với lab 1, nếu thầy mở ra thì nó chỉ có một package là lab 1. Đối với lab 2, khi thầy mở ra nó có cả hai package 1 và 2. Kể cả trong phần này, các bạn ví dụ ngày hôm nay chúng ta là buổi 1, các bạn tạo ở đây luôn và các bạn làm demo ở đây luôn, thì khi các bạn nộp bài lab thầy cũng thấy được cái quá trình học của các bạn luôn. Tất cả mọi thứ trong một project thôi, không tạo nhiều. Và tạo nhiều các bạn quản lý bằng package, không quản lý bằng một cái project mới. Được chưa? Giả sử như các bạn nộp cho thầy một cái lab 4 thì thầy phải thấy 1, 2, 3. Trừ khi bạn kêu em bỏ lớp 3 thì không có lớp 3 trong đó. Để tránh trường hợp gì? Ôi lớp 4 mày cho tôi xin đi. Lớp 4 rứt của thằng kia bỏ qua. Thì tất nhiên rứt thằng kia qua thì cái lớp 1, 2, 3 là của thằng kia. Đôi khi quên, thầy nhắc trước luôn rồi đó. Thầy chỉ cho cách copy luôn rồi đó. Mai mốt mà copy mà lôi cái của thằng kia qua là mệt lắm đó nha. Rồi cái thứ hai khó lắm, thầy đã nói rồi, thầy có cách thầy bắt. Như vậy trước đó bạn đã nộp lớp 1, 2, 3 rồi, có kích thước, có cái file của bạn có bao nhiêu dòng nó nằm trong đó hết rồi. Bây giờ tự nhiên lớp 4 nó lội đâu ra lớp 1, 2, 3, vô tình thì mở ra thầy thấy ủa cái lớp 1 này, cái file này lúc trước bạn làm có 20 dòng, bây giờ lội đâu ra 22 dòng, có vấn đề. Vô tình thôi, ai rảnh đâu mà đi check. Trừ khi nào mà thầy cảm giác có vấn đề cần phải check thì thầy sẽ có cơ sở để thầy check.
mà thầy nói trước luôn là đó là cơ sở để thầy chép luôn. Cho nên là khi các bạn nộp bài, nếu mà thầy mở lớp 3 các bạn mà không có lớp 1, 2, mà rõ ràng là bạn có điểm lớp 1, 2 là có vấn đề. Hiểu ý không? Ví dụ lớp 3, thầy nhận bài của các bạn là lớp 3. Thầy mở cái project của các bạn ra. Các bạn nói là chấm lớp 3 là trên máy của các bạn. Còn thầy mở code của các bạn trên máy của thầy là thầy mở chuyện của thầy. Nhưng mà thầy mở cái project của bạn ra, thầy không thấy lớp 1, 2 đâu cả. Mà trước đó các bạn đã có điểm lớp 1, 2 rồi thì chắc chắn là có vấn đề gì ở đây. Đúng không? Bởi vì chúng ta chấm lớp 1, 2 rồi thì nó phải nằm ở đó chứ sao nó không có. Được chưa? Cho nên chúng ta sẽ thống nhất là lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, buổi 1, buổi 2, demo gì 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 đó cứ bỏ hết vô cho thầy. Làm càng nhiều càng tốt. Đó. Như vậy giả sử buổi hôm nay là buổi 1, thầy sẽ tạo ra một cái class là con người. Cái cách đặt tên của thầy có cần phải chú ý gì không? Tại sao phải đặt như vậy? Tại sao? Ví dụ bạn đọc giúp cho thầy chữ này coi. Hả? Nói chung mỗi người một ý. À, dễ đọc, dễ hiểu, đơn giản ha. Con người. Được chưa? Và đối với lại phần này, chúng ta sẽ chọn Finish. Và chúng ta đã tạo được trong buổi 1 của chúng ta lớp con người. Và trong lớp con người này, chúng ta có những thuộc tính cơ bản. Ví dụ họ tên, năm sinh. Thầy chỉ ví dụ hai thuộc tính thôi. Rồi sau này các bạn sẽ viết thêm. Họ tên, chúng ta dùng kiểu dữ liệu. À rồi, ok, string ha. Họ tên. Tại sao thầy đặt họ tên không viết hoa chữ H? Tại sao? Rồi, cũng chính xác. Phân biệt thuộc tính và phương thức. Được chưa? Phân biệt attribute và method để cho nó dễ. Còn nếu mà bạn muốn đặt chữ H viết hoa cũng không ai cấm cả. Và cái thứ hai là khi các bạn gõ tên biến, các bạn gõ chữ H thường nó nhanh hơn gõ chữ H hoa. Bởi vì chẳng hát hoa bạn phải ship, bạn mới gõ, nó lâu hơn. Người ta lập trình, người ta tính mức đó đó. Rồi à, năm sinh. Năm. Chúng ta dùng kiểu in đi. Năm thôi. Năm sinh. Năm sinh chúng ta dùng kiểu in. Còn sau này chúng ta dùng kiểu date, rồi đó là tính sau. À, chúng ta sẽ dùng cái cách để mà chúng ta nhập ngày tháng năm sinh thì tính sau. Bây giờ ở đây đối với lại một lớp thì nó sẽ có hàm khởi tạo. Hàm khởi tạo. Như vậy ở bên trong này chúng ta sẽ có cấu trúc khởi tạo chưa có, chúng ta chỉ có nhập và xuất thôi. Như vậy chúng ta demo đến đây thôi. Thì cái phần khởi tạo đó tí nữa chúng ta sẽ nói. Như vậy chúng ta sẽ có hàm nhập, và cái vấn đề mà dùng hàm này nè chúng ta đã gặp ở trong nhập môn lập trình, chúng ta đã gặp ở Java 1. Hàm thì nó có gì? Có giá trị trả về, không có giá trị trả về, có tham số đưa vào, không có tham số đưa vào. Đưa vào tham số là tham trị, hay là đưa vào tham số là tham tham biến hay là tham chiếu. Thì lý do tại sao mấy cái này mình còn nhớ không? Đây, đó là những gợi ý để các bạn về xem lại. Vậy bây giờ đối với hàm nhập của mình theo demo thì chúng ta scan ngay ở đây.
Vậy tại thời điểm này chúng ta không cần lấy giá trị trở về nhập trực tiếp, cho nên chúng ta dùng void. Public void input. Public void nhập đi, mình dùng tiếng Việt ha. Nhập. Và đối với hàm nhập của chúng ta không có tham số truyền vào. Còn sau này bạn muốn đưa tham số truyền vào là tùy theo cái nhu cầu của cái phần mềm của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta đang làm demo phần này thì chúng ta chưa cần. Và nhập thì cần đến gì? Scan ha. Nhập thì cần đến scanner. Và nếu như các bạn dùng scanner thì bằng nếu. Ok. System in chấm phẩy. Rồi. Ở đây chúng ta đang dùng biến toàn cục thì chúng ta có thể nhập trực tiếp biến toàn cục luôn. Bởi vì chúng ta không có tham số nhập xuất thì chúng ta sử dụng luôn biến toàn cục. Và chúng ta xuất ra một câu thông báo. Nhập họ và tên và this chấm họ tên bằng scan chấm netline nhập năm sinh this chấm năm sinh bằng scan chấm net in. Rồi mình đã có hàm nhập hết sức đơn giản đúng không? Bây giờ hàm xuất public void xuất xuất system out. Rồi cái lệnh xuất này print line print f phân biệt được không, cả lớp phân biệt được không, có ai không phân biệt được không? Chắc nha. Rồi, ok. Họ tên 2 chấm phần trăm gì? Phần trăm S. Xịt T là gì? Rồi, ok. Năm sinh phần trăm. Rồi ok. Chỗ này xuống dòng cái gõ gì? Xịt N. Ok. Phẩy this chấm họ tên. Phẩy this chấm năm sinh. Rồi. Như vậy chúng ta đã xong một cái class liên quan đến nhập xuất con người. Và chúng ta có thể sử dụng một cái new, một cái class là buổi 1. Class là buổi 1 để chúng ta gọi cái con người ra. Chúng ta chạy thử. Và trong cái con người này không có hàm main nha các bạn. Không có hàm main. Trong buổi 1 chúng ta sẽ tạo hàm main. Và ở đây chúng ta sẽ khai báo gì? Con ngon người CN bằng nếu con người chấm phẩy CN chấm nhập
CN chấm xuất CN chấm nhập CN chấm xuất. Rồi trong ba lệnh này có lệnh nào cần giải thích thêm không? Cái lệnh ở dòng số 11 mình thấy quen không? Giống cái gì mình đã mới viết hồi nãy? New. Cái gì new? Scanner. Ok. Như vậy đây là tên lớp. Đây là tên biến. Và đây là phương thức khởi tạo. Mặc dù bên này mình chưa viết phương thức khởi tạo, nhưng bên này mình vẫn dùng được phương thức khởi tạo. Đó là phương thức mặc định. Phương thức khởi tạo mặc định không có tham số thì mình không viết cũng có rồi. Rồi chạy thử cái buổi 1. Nhập vào hộp tên An, năm sinh 2003. À, năm sinh 2003. Ví dụ bây giờ mình có nhu cầu tính tuổi, có năm sinh rồi, bây giờ mình tính tuổi bằng cách nào? À, lấy năm hiện tại trừ năm sinh. Như vậy thì ở bên lớp con người này nè, mình có thể viết một cái phương thức tính tuổi. Và sau khi tính tuổi thì mình sẽ muốn mong muốn lấy cái giá trị gì? Tuổi. Tuổi kiểu gì? À, tuổi kiểu in. Như vậy chỗ này mình sẽ là public. Public kiểu trả về in và mình tính tuổi. Rồi, tính tuổi. Như vậy ở chỗ này tuổi của mình sẽ để return. Hai. À, trừ cho năm sinh. Ok. Còn cái năm 2023 này thì sau này mình sẽ lấy năm của ngày hệ thống. Còn tại thời điểm này thì mình cứ lấy 2023. Hôm nay là mấy rồi? Ừ, 2023. Được chưa? Rồi, như vậy mình có tuổi. Giả sử ở đây mình không xịt tên mà mình xịt N đi. Rồi, chỗ này mình sẽ có tuổi phần trăm D. Và phía sau này mình sẽ thêm gì? This chấm tuổi. This chấm tuổi. Và bên buổi này chúng ta có cần làm gì thêm bên này không? Rồi, ok. Rinh nha. An 2003. Họ tên An, năm sinh, tuổi 20. Mình đã rinh bên kia rồi, nó gọi bên kia rồi. Được không? Rồi, bây giờ các bạn nhìn lại xem thử là có gì cần quan tâm ở đây không? Hả? Tuổi của em 6 tuổi à? Dễ hả? Giỏi vậy? Nhập vô 203 luôn hả? Em nhập vô năm sinh là mấy? Rồi. Rồi. Như vậy chúng ta đã ví dụ được nhập và xuất
và chúng ta đã gọi được, sử dụng được toán tử new để tạo một đối tượng của class, sử dụng được dấu chấm để gọi các phương thức. Được chưa nào? Dễ không? Khó chỗ nào? Khó chỗ nào? Đây. Như vậy thì chúng ta đã làm xong ở cái phần khởi tạo là không có tham số. Bây giờ đối với lại cái slide tiếp theo là slide số 9. Người ta đã sử dụng hàm khởi tạo có tham số chiều dài, chiều rộng. Và các bạn thử viết giúp cho thầy hàm nhập, hàm tính chu vi, hàm tính diện tích và xuất chu vi diện tích ra. Ok, đó là bài tập các bạn làm bây giờ.